Các anh em thân mến, trên tay tôi đang có một cây cần mà tôi đang muốn đố anh em một tí, là anh em có thể nhận ra đây là cái cây cần gì không? À, đây là cái phần đầu này. À, xoắn cũng kiểu dạng X45 này. Pát đây. Cái này là cán bần này. Úi, đây 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 đây, quên vừa nãy hơi hở một tí cái đoạn kia. Cái này là monocoque anh em nhá, cái phần đuôi này là monocoque nhá, là carbon nhá. Cái bấm là kêu có con anh Hùng thử gõ bấm búng búng vào cái này phát thế nào. Đó, cái này là carbon nhá. Rồi đấy, đây là cái cây này, anh em nhìn thấy nó giống cái cây gì không? Thật ra hơi ngại một tí thế nhưng mà thực sự là cái cây này tôi đang bảo với nhau là cầm thử thấy ngon. Blanh rất này mà giá lại cực kỳ là cạnh tranh. Khoen là khoen fast line luôn. Đây tôi cầm toàn cảnh ra đây cho anh em coi. Giống hệt cái cây Zodiac anh em ạ, giống hệt cái cây Zodiac 2022 2023 của Shimano ấy. Nhưng mà cái cây của Shimano thì nó đắt. Cây này nó rất rẻ luôn. Đây là cái cây cần tên là Zoro của Obsession. Chúng tôi làm khá nhiều các cái dòng cần của Obsession với cái giá tiền nó cũng khá là hợp lý và cái chất blanh cũng khá là ngon luôn so với cái tầm tiền. Nếu mà cây cần này 3 triệu, 2 triệu mấy thì nó sẽ không ngon đâu, nhưng nó thấp hơn đấy nhiều. Anh em muốn biết chi tiết giá anh em kích ở dưới mô Chưa tả bằng video. một nửa của Zodiac. Chưa bằng một nửa của Zodiac luôn. Nhưng mà blanh ấy, thực sự tôi không có cái khái niệm gọi là khen con quá đà đâu nhé. Tức là khen nó phải có những cái đúng cái sai, những cái đúng cái ngon mà chưa đúng, ngon thì mình khen mà chưa ngon thì mình phải 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 góp ý. Thế nhưng mà đây ấy, là cái blanh này, quan trọng nhất những cái kiểu thiết kế này thì đơn giản thôi. Nhưng mà cái blanh và cái action khi mình vẫy thế này của cái cây này ấy, nó cực nảy luôn, thực sự nó rất nảy. Nãy tôi mới bảo anh Hùng ấy là nếu mà như thế này thì thôi mình mua cây này mình chơi xả xã xã luôn, gãy thì thôi chứ có tí tiền thì tiếc gì, chứ chơi hạ Zodiac thì cũng hơi 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 tê, ví dụ như thế. Đấy là nói như đùa với nhau. Thì còn đây, cái này anh em được trang bị hẳn khoen fast line nhá, để tôi zoom vào cận cảnh cái khoen. Hàng vừa mới về ngày hôm nay, khi tôi quay ở đây hiện tại giờ là chưa có sản phẩm trên web đâu, tôi chưa cập nhật đâu. Tôi quay xong là một vài ngày nữa tôi mới đăng. Thì khi mà anh em xem cái video này rồi thì là đã có rồi đấy. Đây, anh cầm xem cái đuôi này. Tôi quay một lèo luôn này. Cây này là cây hai khúc anh em ạ, hai khúc của Obsession. Nó cái dạng blanh ấy, hãng làm khá là giống, tôi nghĩ rằng là cực giống luôn với lại cái cây Zodiac của Shimano. Và cái blanh sần nhé, sần quan trọng nhất đấy là ông có làm giống hay bắt chước như thế nào ấy, thì cái action, cái độ nảy và cái trọng lượng của cái blanh nó phải ngon. Thì ví dụ như cái cây này là cây Zoro này, thì Obsession chọn được cái blanh khá là chất lượng, blanh ấy người ta chấp nhận lợi nhuận mỏng nhưng mà bù lại được cái blanh rất là ngon luôn để anh em chơi. Nếu như anh em có cái dịp ghé cửa hàng nhé, xin mời ghé cửa hàng, tôi đảm bảo với các anh em là anh em cầm cái cây này xong ấy, cầm cái cây Zoro này và anh em thấy ở dưới cái tầm tiền thế này thì cây này nó cực kỳ hợp lý cả máy ngang cả máy dọc luôn. Đấy, anh rút cho em. Nó thực sự luôn là có những cái cây ấy nó sẽ dịu, nó sẽ ít carbon, nó sẽ gọi là ống ấy. Anh em mình vẫn hay nói có cái câu ống ấy. Nhưng mà cái cây này nó rất là đanh. Nó đanh lắm. Đây, đi vào đây, còn bao đây. Mở mở cho em cái cửa. Có bao đàng hoàng luôn, bao đẹp lắm anh em, bao đẹp có mút cực đẹp luôn. Đây, hàng vừa về đây một mới này, chúng Nó tôi đang còn ngồi hơn kiểm. cái kia, nó Đây còn chống anh, sốc. cái này nó là mút Dày mút dày á, anh em để cần nó thoải mái chứ nó không như kiểu kiểu cái mút vải thường đâu, cái túi vải thường đâu. Đấy thì còn đang có một cái mẫu nữa, mẫu kia nhưng thôi cái kia để mà tôi unbox sau cho anh em coi. Nhưng mà đây là đang khen chi tiết cái cây này thì anh em hiện tại giờ anh em kích vào dưới mô tả video có nhá, gọi là Obsession Zoro. Đây, có cả máy ngang máy dọc cho anh em chơi. Ví dụ như cây này tôi rất thích là cái cây 1610 này, tức là 6 feet 10 ấy, 2m08, cực kỳ phù hợp. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều, chia sẻ với nhau một cái món đồ ngon bổ rẻ. Thật ra thì chả có gì ngon bổ rẻ cả, ngon bổ vừa vừa rẻ thôi, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ thì khó lắm nhỉ.